tranh thủ đọc sớm xíu, tí tối còn cả đá banh nữa. Chân Mệnh Đế Tiên, tập 163. Mẹ kiếp, cả đám ngu muội. Diệp Đế Hào bực mình mắng chửi những kẻ không cẩn thận chạm vào cấm chế khủng khiếp bên trong sơn cốc, cơ hội tốt như vậy mà lại vì hành động ngu ngốc của bọn họ phá hoại. Chữ vàng đó thực sự rất bất phàm, còn mạnh hơn binh khí rất nhiều. Diệp Đế Hào liếc nhìn Đại La Thần Đỉnh, hai chữ vàng trước đó anh cướp được đã được lạc ấn bên trên bề mặt Đại La Thần Đỉnh, thì một chữ là huyền, một chữ còn lại là hoàng. Đạo, huyền, hoàng, ba chữ này được lạc ấn trên Đại La Thần Đỉnh, và chúng còn có thể tự xếp thành hàng, hết sức bất phàm. Và sau khi được lạc ấn lên trên Đại La Thần Đỉnh, thì cả ba chữ này càng trở nên huyền diệu hơn. Đáng tiếc, chỉ có ba chữ. Mặt mày Diệp Đế Hào rõ vẻ nuối tiếc. Anh quay người định đi ra ngoài tìm kiếm, nhưng lại bất giác liếc nhìn về một hướng. Phía đó có một người, trong tay cầm một chữ màu vàng kim, đang quan sát tỉ mỉ. Người đó há chẳng phải là Viên Hạo của nhà họ Viên ở Bắc Chấn Thương Nguyên hay sao? Thật là trùng hợp. Diệp Đào cười xòa anh bước tới. Rốt cuộc đây là thứ gì chứ? Viên Hạo đứng nguyên, lúc này hắn đang nhìn chữ vàng kim trong tay. Với khả năng quan sát của hắn thì đương nhiên có thể nhận ra con chữ này bất phàm. Trước đó, hắn may mắn bắt được một chữ. Hiện giờ xem ra, đúng là thu hoạch lớn rồi. Thật là trùng hợp. Không gian méo mó hơn, Diệp Đế Hào vặn cổ đi ra từ bên trong. Tần Vũ, thấy người tới là Diệp Đế Hào, Viên Hạo không nói lời nào. Hắn xoay người toàn bỏ chạy. Viên Hạo cũng chỉ có thể trốn chạy, không hề có ý định đại chiến. Vì mười mấy đệ tử của nhà họ Viên vào đây đều bị Diệp Đế Hào trảm sạch. Chỉ còn mình hắn may mắn chạy thoát. Vả lại trước đó, hắn còn nghe danh Tần Vũ chém Nam Cung Thiếu. Hắn đâu có ý định đối đầu. Đi đâu? Diệp Đế Hào đuổi theo, anh không nói lời nào. Tung luôn một chưởng bát hoang, khiến Viên Hạo phun ra máu. Thưởng cho ngươi một roi. Diệp Đế Hào lật tay lấy ra roi đỏ thần tiên. Viên Hạo vừa đứng dậy, đã bị một roi của Diệp Đế Hào quật trúng. Hôm nào ngươi cho tọa kỵ, ăn thịt ta. Hôm đó, ngươi cho tọa kỵ, ăn thịt ta, thì nên biết sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Diệp Đế Hào không hề tỏ ra thương hại. Anh dùng một tay ấn đầu Viên Hạo xuống, vận chuyển ma công, hút cạn tinh nguyên của tên kia. Diệp Đế Hào không giết hắn, nhưng đợi tới khi thu tay về, thì Viên Hạo đã là một tên phế nhân cạn kiệt tu vi. Thứ này ngươi không dùng được đâu, đưa cho ta thì hơn. Diệp Đế Hào đoạt lại chữ vàng trong tay Viên Hạo, sau đó lạc ấn lên trên Đại La Thần Đỉnh. Đó là một chữ hoang, nó tự xếp cùng hàng với ba chữ trước đó, khiến Đại La Thần Đỉnh càng thêm bất phàm. Cái chữ này rốt cục là thứ gì không biết nữa. Cảm nhận được sự thay đổi của Đại La Thần Đỉnh, Diệp Đế Hào tỏ vẻ hiếu kỳ về lai lịch của chữ vàng này. Và vì không biết nên anh mới nhìn sang tên tí hon bên trong Đại La Thần Đỉnh. Nói với người cũng không phải không thể, nhưng người thả ta ra trước đi. Tên tí hon lắc đầu nói. Không được. Diệp Đế Hào cứ thế gạt đi. So với mấy chữ vàng kia thì ta thấy rằng đưa ngươi về vẫn hay hơn. Có thời gian ta sẽ ném ngươi vào nồi sắt hầm lên, mùi vị chắc chắn sẽ rất thơm ngon. Ngươi dám ăn lão tử, phản thật rồi. Tên tí hon lập tức nhảy dựng lên. Nhưng vì cấm chế của Đại La Thần Đỉnh nên hắn lập tức bị đánh bật trở lại. Ngươi đúng là biết nói năng đấy, ta lại thích như vậy. Diệp Đế Hào gãi gãi tai. Ngươi đừng thách thức sự nhẫn nại của ta. Đụng đến ta thì ta mang ngươi đi hầm thật đấy. Ta không dọa ngươi đâu. Ngươi không nói cho ta cũng được. Ngươi biết lai lịch những thứ này không thiếu. Thế rồi tên tí hon tức tối trợn mắt nhìn Diệp Đế Hào. Nếu không phải do sự áp chế của Đại La Thần Đỉnh thì nó đã xông ra ngoài bám luôn vào trong mặt Diệp Đế Hào và cắn anh một cái thật đau rồi. Rốt cục ngươi có nói hay không? Diệp Đế Hào rút con dao sáng loáng ra, bắt đầu đổ nước vào bên trong Đại La Thần Đỉnh. Quan trọng hơn cả, đó là vẻ mặt của anh hiện lên rất tàn nhẫn thông qua nụ cười. Nói, ta nói. Tên tí hon lập tức sợ hãi. Vậy mới phải chứ. Đó là chữ bên trong Độn Giáp Thiên Thư. Độn Giáp Thiên Thư sao? Nghe bốn từ này, Diệp Đế Hào cảm thấy làm lạ. Anh hỏi lại,
Độn Giáp Thiên Thư có lai lịch như thế nào? Ta không biết. Tề Ví Hòn lại đáp, ta chỉ biết từ rất lâu trước đây, quyển thiên thư này đã tồn tại rồi, không biết là ai tạo ra, nhưng nghe nói nó hội tụ vạn đạo của chư thiên đạo, nếu ngộ được thì chẳng khác gì một bước lên trời. Còn có cả lai lịch khủng khiếp thế này sao? Nghe tên kia nói xong, Diệp Đại Hào tặc lưỡi trầm trồ. Anh nghĩ một hồi rồi lại nhìn sang tên Tí Hon kia. Người có biết bên trong Độn Giáp Thiên Thư có báp đích có bao nhiêu chữ hay không? Có trời mới biết. Tên Tí Hon liếc nhìn Diệp Đại Hào. Không ai biết bên trong Độn Giáp Thiên Thư có bao nhiêu chữ. Ta cũng chưa từng nghe nói có ai thu thập chữ bên trong Độn Giáp Thiên Thư. Đã vậy thì ta sẽ không bỏ qua. Diệp Đại Hào mỉm cười, nói rồi anh thoát ẩn, biến vào không gian. Không lâu sau đó, ở một hướng vang lên tiếng la hét, một đệ tử không biết của gia tộc nào bị anh quật xuống đất. Có chữ vàng không? Diệp Đại Hào ghé lại gần, cười gian dảo. Không có. Biết sự khủng khiếp của Diệp Đại Hào, tên kia kinh hãi lắc đầu. Ta không tin. Diệp Đại Hào lập tức giật lấy túi đựng đồ của tên kia, sau đó dốc hết những thứ lộn xộn bên trong túi ra. Rồi mới tìm một lượt mà không phát hiện ra gì, thì anh mới vỗ vào vai tên kia. Huynh đệ, ta không khiến người đau chứ? Ôi trời! Tên kia thầm mắng chửi trong lòng. Lão tử đây cho ngươi một gậy thứ xem, đánh ngươi xong rồi hỏi ngươi có đau không, mẹ kiếp! Mặc dù lòng thầm mắng chửi, nhưng hắn vẫn lắc đầu, miệng cười xòa. Không đau. Vậy thì tốt. Diệp Đế Hào vỗ tên kia một cái rồi quay người biến mất. A! Không lâu sau đó, tiếng kêu gào thảm thiết lại lần nữa vang lên. Lại có một người bị một gậy của Diệp Đế Hào quật ngã. Thế nhưng, sau một hồi lục tìm, Diệp Đế Hào vẫn không thể tìm thấy cái gì. Tiếp đó, mục tiêu của anh rất rõ ràng. Đó chính là tìm những chữ vàng kia. Cả đoạn đường di chuyển, anh không nề hà cướp giật. Nếu trong tay ai có chữ vàng là anh lập tức ra tay. Có điều, sau một hồi lục tìm, anh lại chẳng thu về được cái gì. Chữ vàng không tìm thấy, nhưng những người vào đây tìm bảo bối lại gặp họa, bị anh đánh đấm liên tục. Về cơ bản tên nào tên nấy đều ôm đầu rên la đau đớn. Vả lại hiện trường còn xuất hiện cảnh này, nếu có hai người gặp nhau và nhìn thấy đối phương thì bọn họ đều nói một câu. Người cũng bị đánh sao? Phía bên này, Diệp Đại Hào tức tối đi lại trong không gian hư vô, đi mãi mà vẫn chưa tìm được chữ vàng. Khiến anh bức bối. Phía trước có hai người xuất hiện trong tầm mắt của anh. Nếu nhìn kỹ thì đây chính là người quen, là đệ tử của Thanh Vân Tông phía Nam Đại Sở, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn. Vốn dĩ Diệp Đại Hào chẳng còn chút hy vọng nào, nhưng anh vẫn đi qua đi lại trong không gian. Sự xuất hiện của đột ngột của Diệp Đại Hào khiến Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn giật thót tim. Nhưng khi trông thấy người mà bọn chúng cho rằng là Tần Vũ thì chúng vội hành lễ, bái kiến Tần sư huynh. Có chữ vàng không? Diệp Đại Hào không phí lời với chúng, cứ thế nói ra mục đích. Vả lại anh còn không quên hù dọa, nếu có thì lấy ra đây, sư huynh sẽ có thưởng. Nếu như dám lừa ta thì các ngươi biết hậu quả rồi đấy. Nghe Diệp Đại Hào nói vậy, cả hai tên kia thầm mắng chửi trong lòng, giữa thanh thiên bạch nhật muốn cướp trắng trợn hay sao? Có điều cho dù là vậy thì cả hai tên vẫn bấm bụng sờ vào túi đựng đồ của mình. Vừa thấy vậy, mắt Diệp Đại Hào chợt sáng bừng lên. Có thật sao? Ngay sau đó, cả hai tên mỗi tên cầm một chữ vàng đưa ra. Một chữ kiếp, một chữ phạt. Chữ nào cũng lấp lánh ánh vàng kim, khí tức huyền diệu. Diệp Đại Hào nắm lấy hai chữ đó trong lòng bàn tay. Sau đó, không quên cho cả hai chữ vào trong túi đựng đồ. Diệp Đại Hào cũng được coi là nhân đạo. Vì tâm trạng không tồi nên anh vùng tay phóng khoáng, cho hai tên mỗi tên 1 triệu lương thạch. Không biết Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn biết được giá trị của chữ vàng thì còn hân hoan khi nhìn thấy tiền nữa không? Tần sư huynh à, huynh còn cần nữa không? Chỗ ta vẫn còn. Đang lúc Diệp Đại Hào định đi thì Lý Tinh Hồn cười nói. Diệp Đại Hào quay phát người lại, anh nhìn Lý Tinh Hồn với vẻ mặt hứng thú. Ta nói này tiểu tử, cười ngươi cũng biết nhiều đấy. Vì hơi vội vàng nên ta quên mất đó. Lý Tinh Hồn bật lên cười. Có mấy chữ thì lấy ra cả đi. Vẫn câu nói đó, ta không lấy không đâu. Có điều đừng che giấu ta điều gì, nếu không thì ngươi biết thế nào rồi đấy. Đương nhiên rồi.
Lý Tinh Hồn lập tức vỗ vào cái túi đựng đồ, có ba chữ nữa bay ra ngoài, khiến mắt Diệp Đế Hào sáng cả lên. Tên tiểu tử này cũng được lắm, kiếm được nhiều chữ đấy. Cầm lấy đi. Diệp Đế Hào cầm chữ vàng kia vào lòng bàn tay, sau đó đưa túi đựng đồ có 3 triệu linh thạch ra. Diệp Đế Hào lúc này ra tay thực sự phóng khoáng. Có điều anh có thừa tiền, những thứ anh cướp được sắp chất thành núi rồi. Vài triệu linh thạch đối với anh mà nói cũng chẳng đáng là gì. Lục trận binh. Diệp Đế Hào nhìn 3 chữ trong lòng bàn tay, ánh mắt hân hoan. Diệp Đế Hào cất chữ đi, anh không rời đi luôn mà nhìn về phía hai người kia. Các người có biết trong tay ai còn có những chữ này hay không? Đệ tử của Thị Huyết Điện, đệ tử của Chính Dương Tông. Cả hai tên lần lượt lên tiếng, nói ra Thị Huyết Điện và Chính Dương Tông. Trước đó, khi tranh chữ, đệ tử của hai nơi này tranh được nhiều nhất, chúng ta cũng chỉ nhặt được một chút mà thôi. Chu Ngạo cung kính đáp lời, các ngươi đi đi. Diệp Đế Hào quay người rời đi, sau đó không quên truyền âm cho hai người kia. Nếu kiếm được thêm chữ vàng hoặc thấy chỗ nào có chữ thì truyền âm cho ta. Vẫn câu nói đó, sư huynh không lấy không. Có điều nếu để ta biết các ngươi lừa ta thì không cần phải về nhà nữa đâu. Diệp Đế Hào bước đi, nhưng câu nói của anh suýt chút nữa khiến cho Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn ở phía sau phải tè ra quần. Trên chặng đường đi, cả hai tên đều nghe được rất nhiều truyền âm liên quan đến Tần Vũ. Tên này đúng là tên giết người không chớp mắt, cướp bóc không nể nang. Nếu đụng vào hắn thì hậu quả khôn lường. 1 triệu, 1 chữ, cũng không phải là chịu thiệt thòi cái gì. Lý Tinh Hồn xoa cằm, hay là Chu Ngạo cũng xoa cằm. Cả hai tên đưa mắt nhìn nhau, rồi bật cười. Hai tên đệ tử chân truyền thứ nhất và thứ hai không cần nói lên lời cũng hiểu được ý của đối phương. Thế rồi bọn chúng quay người rời đi. Tiếp sau đó, cả hai chăm chú đi nghe ngóng về những chữ vàng kia. Vả lại cả hai tên đều học theo Diệp Đế Hào, bắt đầu cướp bóc, hoặc bỏ ra một ít tiền mua chữ vàng rồi bán cho Diệp Đế Hào với giá cao. Nên biết rằng cả hai tên này mặc dù không thể bằng Diệp Đế Hào về thực lực, nhưng dù gì cũng là đệ tử xếp hạng thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Phong Vân, nên đi cướp bóc cũng rất mau lẹ. Không thể phủ nhận Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn rất có đầu óc kinh doanh. Nếu như Diệp Đế Hào ở đây thì chắc chắn là sẽ tán thưởng cả hai tên này. Phụt phụt. Phía bên này, Diệp Đế Hào đã vung kiếm giải quyết hai tên đệ tử của Chính Dương Tông. Với đệ tử của Chính Dương Tông, anh lại không khách khí như Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn, cứ thế tiêu diệt, cất đi túi đựng đồ. Và quả thực trong tay đệ tử của Chính Dương Tông có chữ vàng, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng đối với Diệp Đế Hào mà nói thì đó là thu hoạch không tồi. Tuyệt, tuyệt vời. Diệp Đế Hào mỉm cười, anh chuẩn bị quay người rời đi thì lại thấy mấy người phía Lăng Hạo di chuyển trong không gian hư vô. Lăng Hạo tiến tới tặc lưỡi, hắn nhìn Diệp Đế Hào từ đầu tới chân rồi mới lên tiếng. Tần huynh, nghe nói trước đó huynh giỏi lắm, đến cả Nam Cung Thiếu cũng bị huynh diệt. Cũng thường thôi. Diệp Đế Hào gãi tai, không thể là thường được. Lăng Hạo vẫn tấp tắc, huynh có biết người bên ngoài gọi huynh thế nào hay không? Ồ, Diệp Đế Hào lập tức nổi hứng, cười nói, gọi thế nào thế? Sát thần Phong Vân Bảng. Thanh Vân ở bên chim vào, nghe kêu vậy sao? Thế huynh nghĩ sao? Lăng Hạo vẫn tặc lưỡi, có điều huynh cũng xứng với danh hiệu này. Đệ tử nằm trong 10 người đứng đầu đã bị huynh diệt đi 2 người. Đệ tử trong 100 người đứng đầu bị huynh diệt đi hơn một nửa. Danh hiệu sát thần Phong Vân Bảng xứng với huynh thật mà. Hư danh mà thôi. Diệp Đế Hào xua tay, sau đó quay người rời đi. Mọi người cứ tiếp tục đi đi, ta đi tìm bên khác. Nghe nói huynh đang tìm những chữ vàng kia phải không? Diệp Đế Hào vừa đi được 2 bước thì liền nghe tiếng Tử Yên vang lên. Nghe vậy Diệp Đế Hào liền quay người lại, đôi mắt anh sáng lên, nhìn Tử Yên cười xòa nói, sao vậy, muội có sao? Chúng ta đều có. Tử Yên mỉm cười nói. Lúc này đôi mắt của Diệp Đế Hào càng sáng hơn, hai tay anh xoa xoa vào nhau sắp tạo ra khói. Cho ta đi. Gọi huynh lại đương nhiên là để đưa cho huynh rồi. Lăng Hạo tiến lên trước, đưa ra 2 chữ màu vàng sáng lạ cho Diệp Đế Hào. Phía này Thanh Vân cũng lấy ra 1 chữ, còn Tử Yên lấy ra 3 chữ, khiến Diệp Đế Hào hồi hộp, tim đập nhanh hơn. Có điều
Đợi tới khi nhìn thấy 6 chữ này là chữ gì thì Diệp Đào mới có phần bất ngờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chữ này đều là huynh đệ có tốt của nhau, đến cả ra ngoài mà cũng còn lấy hợp với nhau được. Huynh nghe gì chưa? Hoắc Tôn và Cơ Thiết Băng bị nhốt trong đại trận rồi. Khi Diệp Đại Học còn đang bất ngờ thì Lăng Hạo đã lên tiếng. Còn có chuyện này nữa sao? Diệp Đại Học bất giác ngẩng đầu rồi xoa cằm. Chẳng trách lâu như vậy cũng không nghe tin gì của tên Hoắc Tôn kia. Hóa ra là đang bị vây hãm. Đại trận đó cực kỳ khủng khiếp. Khả năng bọn họ sẽ không ra ngoài nhanh được. Vậy là tốt nhất, tiểu gia lại có thể càn quét tiếp rồi. Diệp Đại Học cười một cách sung sướng. Nghe lời này, ba người phía Lăng Hạo đều dịch khóe miệng. Nhưng câu này của Diệp Đại Hào cũng hợp lý. Anh không phải là Tần Vũ, anh là Diệp Đại Hào đã từng đánh bại Huyền Linh Chi Thể. Xét về thực lực, anh có thể đứng đầu bảng Phong Vân. Ở trong hố thần này, hai người mà anh kiêng kỵ nhất đã kẹt ở trong đại trận. Thử hỏi còn ai đánh lại được anh? Ta không nghênh ngang, đạo trời khó dung. Diệp Đại Hào bỏ lại 8 chữ này rồi xoay người bỏ đi. Để lại đám Lăng Hạo không biết nói gì. Phụt phụt. Chẳng mấy chốc có hai người phụt máu tung tóe rồi ngã trên vũng máu. Nói chuyện đàng hoàng, thương lượng tử tế thì các ngươi không nghe, cứ muốn tự chuốc vạ vào thân cơ. Diệp Đại Hào lấy túi đựng đồ của hai tên đó, tìm được một chữ phát sáng ánh sáng vàng lấp lánh trong túi. Tiếp đó, Diệp Đại Hào cực kỳ ngông nghênh cản trở, hầu như đi đến đâu anh đều cướp đến đó. Trên đường đi, anh thu hoạch được rất nhiều. Anh đã kiếm được hơn một chục chữ kim tự trong Độn Giáp Thiên Thư. Những thứ linh tinh khác thì không cần phải nhắc tới. Không biết qua bao lâu, truyền âm phù trong tay Diệp Đại Hào sáng lên. Chẳng mấy chốc, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn lại tìm thấy Diệp Đại Hào. Chúng nở nụ cười nịnh hót. Có bao nhiêu, lấy hết ra đây đi. Diệp Đại Hào thích thú nhìn hai người. Dọc đường đi, anh nghe nói hai tên này cũng đang đi cướp, cũng tìm chữ vàng. Nhưng anh còn vui hơn, bởi vì những chữ vàng mà bọn chúng cướp được rồi sẽ vào túi của anh. Tìm được hơn mười mấy chữ. Hai người lấy ra, Chu Hạo có 7 chữ, Lý Tinh Hồn có 6 chữ. Làm tốt lắm. Diệp Đại Hào phất tay cất chữ vàng vào tấm ống tay áo, sau đó ném hai túi đựng đồ cho hai tên kia. Nhận được hai túi đựng đồ, hai tên đó vui vẻ ra mặt. Mấy triệu linh thạch với Diệp Đại Hào có lẽ không là cái gì, nhưng với hai người bọn chúng thì lại cả là một gia tài. Tiếp tục tìm đi. Có bao nhiêu, Tần Sư Huynh ta nhận hết. Diệp Đại Hào rất hài lòng vỗ vai hai người, sau đó nở nụ cười thần bí. Làm tốt, ta sẽ cân nhắc truyền bí pháp cho hai người. Bí pháp sao? Lời này vừa thốt ra, mắt của Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn đều sáng rực lên. Tiền Vũ, Tần Vũ giết được cả Nam Cung Thiếu, thực lực đương nhiên không cần phải bàn tới. Vậy thì bí thuật mà hắn truyền lại thì cho dù chỉ bình thường thì với bọn chúng cũng đã là phi thường rồi. Có câu, có tiền mới có động lực. Bây giờ hai người họ đang cực kỳ hăng hái, không vì điều gì khác, chỉ vì bộ bí pháp của Diệp Đại Hào. Vậy nên chắc chắn bọn chúng sẽ không qua loa. Chỉ là không biết khi chúng biết Tần Vũ trước mặt chính là Diệp Đại Hào của Hằng Nhật Tông khi xưa, chúng sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Đi khỏi nơi này, Diệp Đại Hào lạc ấn Độn Giáp Thiên Tự lên Đại La Thần Đỉnh. Không lâu sau, Đại La Thần Đỉnh rung lên. Được hơn 10 Độn Giáp Thiên Tự lạc ấn bên trên, nên nó càng thêm bất phàm. Không cần làm gì, cũng có thể nghe được thiên âm đan xen, từng làn khí huyền diệu bay xuống như thác nước. Ngoài ra, điều kỳ lạ nhất chính là Độn Giáp Thiên Tự. Chúng như có linh tính, tự mình xếp vào thành hàng, hơn nữa còn sắp xếp theo một quy luật nhất định. Chỉ có mười mấy ký tự nhưng lại khiến Diệp Đại Hào tấm tắc cảm thán không dứt, thầm khen Độn Giáp Thiên Thư thật là phi thường. Trong Đại La Thần Đỉnh, tên Tí Hon mở to hai mắt nhìn, hai mắt còn đỏ hoe. Ngươi vẫn không thả ta ra sao? Tiểu tử vùng đấm đấm, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Đại Hào không chỉ một lần. Có lẽ lúc này trong lòng hắn đã hối hận rồi. Hối hận vì đã cướp đồ của Diệp Đại Hào
nên mới bị trấn áp trong Đại La Thần Đỉnh. Nếu không bây giờ có lẽ nó đã được vui vẻ chạy nhảy ở đâu đó rồi. Ngươi vẫn chưa nói ra bí mật mà ta muốn biết. Diệp Đế Hào cười để lộ hàm răng trắng bóc, nhìn tên nhóc kia với vẻ mặt xấu xa. Ta đã nói bí mật của Độn Giáp Thiên Thư rồi còn gì, nhưng ngươi chưa nói ta biết bí mật của Hố Thần. Diệp Đế Hào mỉm cười thong thả. Ta muốn biết rốt cuộc trong Hố Thần có bảo bối gì. Điều gì ngươi cũng biết, chắc hẳn cũng biết bảo bối đó ở đâu. Ta không biết. Tiểu tử đó lắc đầu, biết cũng không nói cho ngươi. Mạnh miệng vậy sao? Diệp Đế Hào lại lấy con dao găm nhỏ của mình ra, sau đó lại bắt đầu đổ nước vào Đại La Thần Đỉnh, giống như muốn cắt tên nhóc này thành nhiều mảnh nhỏ rồi cho vào vạc lớn để hầm lên vậy. Ngươi bớt lấy những chiêu này ra hù dọa ta đi, tiểu gia đây không sợ đâu. Tên tí hon lại chửi bới, dường như hắn cũng hiểu tính Diệp Đế Hào. Chắc chắn Diệp Đế Hào không dám giết mình. Ô, thấy tên này ương ngạnh như vậy, Diệp Đế Hào nổi lên hứng thú, nhưng không phải với anh mà nói, mà là với bảo bối trong Hố Thần. Tên tí hon đã nói ra bí mật của Độn Giáp Thiên Thư, nhưng lại không nói gì về bí mật của Hố Thần. Thông minh như Diệp Đế Hào, sao lại không nghĩ ra giá trị của bảo bối trong Hố Thần lớn đến mức nào chứ? Ta sẽ khiến người phải nói. Đúng thế, Diệp Đế Hào không hầm tiểu tử này, anh chỉ dọa thôi. Diệp Đế Hào đóng lại Đại La Thần Đỉnh rồi bỏ đi. Anh đi lang thang xung quanh một lần nữa, cướp được một chữ vàng trong tay tên đệ tử xa lạ, sau đó đi sâu vào bên trong. Ầm bum! Ở nơi sâu, vòng lại tiếng nổ ầm vang không dứt, dường như có bảo bối, nên mọi người lại tranh nhau đến sức đầu mẻ trán. Thái Âm chân thể và Huyền Linh chi thể vẫn chưa ra. Trên đường đi, Diệp Đế Hào đi lại trong không gian hư vô. Điều anh nghe thấy nhiều nhất chính là vấn đề này. Ta biết chuyện này, ta nhìn từ xa thấy có bảo bối thần bí. Sau đó hai người tranh nhau, không biết vì sao lại bị nhốt trong đại trận. Ở trong đó 3 canh giờ, vẫn chưa ra được. Đại trận có thể nhốt họ, chắc chắn sẽ rất bất phàm. Trong những tiếng thảo luận, Diệp Đế Hào đã đi vào nơi sâu trong Hố Thần. Hơn nữa từ xa, anh đã thấy biển mây mù màu vàng. Diệp Đế Hào thoáng dừng bước, nheo mắt nhìn về phía đó. Nơi đó có ánh sáng vàng lấp lánh, mây mù cuộn trào, sát khí bay lượn trong mây mù. Còn có giông bão cuồn cuộn, loáng thoáng, còn có thể nghe thấy tiếng rồng gầm, tiếng phượng hoàng kêu. Đó là một nơi đại hung tinh. Mà Diệp Đế Hào biết Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng đang bị nhốt ở trong đó. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Đế Hào bước tới hướng đó. Chẳng mấy chốc, Diệp Đế Hào dừng lại ở khoảng không chính giữa hai ngọn núi cao chót vót. Dường như có thể nhìn thấy từng tầng mây và sương mù. Anh nhìn thấy trận pháp khổng lồ, còn có Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng đang hợp lực cùng phá. Hai người đã chật vật lắm rồi. Diệp Đế Hào rời mắt khỏi hai người họ, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài kín bóng người, tất cả đều là người chạy tới xem. Tiếng tặc lưỡi cảm thán đương nhiên là không thể thiếu. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người cũng đã giúp Hắc Tôn và Cơ Tuyết Băng thoát khỏi tình cảnh bị vây hãm. Người của Chính Dương Tông không cần phải nói, bọn họ vì cứu cô Cơ Tuyết Băng, nhưng đệ tử của Chính Dương Tông đã bị Diệp Đế Hào giết hơn phân nửa. Hơn 10 tên còn lại lúc này đang hợp sức với các đệ tử gia tộc khác cùng phá vỡ trận pháp kia. Những đệ tử của gia tộc kia đương nhiên là có quan hệ tốt với Thị Huyết Điện. Bây giờ chúng đều đang tỏ ra niềm nở lấy lòng. Có tiểu gia ở đây mà lại để các ngươi ra được sao? Diệp Đế Hào cười mỉa, vặn cổ rồi lấy cây rậy gậy răng sói ra, mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng. Các ngươi muốn ra, lão tử cứ không cho các ngươi ra đấy. Bùm bùm! Trong Hố Thần, tiếng nổ đùng đoàn như vậy liên tiếp vang lên. Giữa hai ngọn núi lớn, trong hai trận pháp khổng lồ, Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng vẫn đang tác động mạnh mẽ vào trong cấm chế. Bên ngoài trận pháp, đệ tử của Thị Huyết Điện và một nhóm người phụ thuộc vào Thị Huyết Điện cũng đang hợp lực phá trận pháp. Đệ tử bên phía Chính Nhân Tông cũng vậy. Hai bên đang cạnh tranh với nhau. Đệ tử Chính Nhân Tông muốn giúp Cơ Tuyết Băng mau chóng thoát ra. Nếu cô ta ra trước, thì đệ tử của Thị Huyết Điện và những người phụ thuộc vào Thị Huyết Điện sẽ phải đón nhận sự tàn nhẫn vô tình từ Huyền Linh chi thể. Ngược lại, các đệ tử của Thị Huyết Điện cũng muốn cứu được Hoắc Tôn ra trước.
Như vậy thì đệ tử của Chính Dương Tông sẽ không còn con đường sống. Cả hai bên đều hiểu rõ, hai người mạnh nhất trong Hố Thần hiện nay là Hoắc Tôn và Cơ Thiết Băng. Dù bên nào ra khỏi trận pháp trước, thì với bên đó còn lại, đó là đều một điều ác mộng. Sắp ra rồi, sắp rồi, cố gắng lên. Bên phía Thị Huyết Điện, các đệ tử đồng loạt hô to, hợp lực gọi Lư Đồng ra, đánh phá trận pháp từ bên ngoài. Không thể để cho Hoắc Tôn ra ngoài trước được. Bên này đệ tử Chính Dương Tông do Hoa Vân dẫn đầu cũng hợp sức gọi Bảo Tháp Linh Lung ra, điên cuồng bắn phá vào trận pháp đang giam giữ Cơ Tuyết Băng. Ở đây người đông nghìn nghịt, nhìn hai bên gần như muốn phát điên, mọi người không khỏi thở dài. Đây là cuộc đấu giữa Thị Huyết Điện và Chính Dương Tông, chúng ta không nên tham gia vào thì tốt hơn. Có người lên tiếng, dù là Thái Âm chân thể hay là Huyền Linh chi thể, bên nào ra trước đều là vận hạn của bên còn lại. Lúc này đừng tham gia làm cái gì, nếu đứng nhầm đội thì không vui đâu. Yên lặng quan sát mới là thượng sách. Có lẽ Thị Huyết Điện và Chính Dương Tông thu hút sự chú ý quá nhiều đến mức chẳng ai phát hiện ra một thanh niên tóc trắng đeo mặt nạ quỷ minh đang vặn vẹo cổ, tay cầm gậy răng sói màu đen bước tới.